Xin chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí mát từ phía Bắc sẽ tăng cường trở lại nhưng với cường độ yếu và trung tâm lệch sang phía Đông, cho nên sự biến đổi thời tiết tại các tỉnh thành miền Bắc là không nhiều. Mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi thuộc vùng núi và với lượng không đáng kể. Tuy nhiên, trời cũng nhiều mây hơn, khiến cho nhiệt độ trưa chiều không tăng cao, chủ yếu vẫn ở trong khoảng từ 31 cho đến 33 độ. Thời tiết vẫn duy trì ở trạng thái khá mát mẻ. Sau đó, sang ngày thứ 6 và thứ 7 cuối tuần này, tức là ngày 29 và ngày 30 tháng 9, các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ, trong đó bao gồm cả thủ đô Hà Nội, sẽ tăng mưa trở lại, với thời điểm chính trong khoảng nửa đêm về sáng. Và nhiệt độ tại đây sẽ giảm nhẹ trong những ngày tới, cao nhất vào trưa chiều sẽ phổ biến từ 29 cho đến 32 độ, thời tiết mát mẻ, đúng trời thu ở miền Bắc. Tại Trung Bộ, trong đêm qua đến sáng sớm nay, với sự thiết lập của giải hội tụ nhiệt đới qua khu vực, nên các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Bình cũng đã có mưa rào trở lại. Dự báo trong 3 ngày tới, thời tiết tại miền Trung vẫn chưa thực sự ổn định, khi về đêm và sáng, mưa rào rải rác tiếp tục duy trì tại các tỉnh phía Bắc, từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Trong khi đó, phía Nam từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận cũng cần lưu ý với những cơn mưa dông rải rác về thời điểm cuối ngày. Được nhận định là có cường độ không nhiều và thời gian không kéo dài. Do vậy, trong mưa dông, quý vị cần cảnh giác cao với khả năng có dông sét và gió giật mạnh, đặc biệt là với vùng tiếp giáp biển. Về tình hình nhiệt độ thì vẫn chưa có sự thay đổi nhiều. Tại các tỉnh thành miền Trung, từ Thanh Hóa cho đến Bình Thuận, cao nhất vào trưa chiều vẫn phổ biến từ 31 cho đến 34 độ. Về đêm và sáng thì thời tiết mát mẻ. Các tỉnh thành còn lại thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu sự chi phối của trường gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình, cho nên đến khoảng chiều tối và đêm, sau một quá trình tích ẩm đủ mạnh thì những cơn mưa rào sẽ xuất hiện từ diện rải rác đến nhiều nơi trên khu vực. Tập trung mưa dông có lượng tại phía Nam Tây Nguyên như là Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh thành miền Đông của Nam Bộ như tại Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Nai và cả thành phố Hồ Chí Minh. Cần cảnh giác với dông sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Còn ban ngày vẫn là trạng thái thời tiết có mây thay đổi, nắng gián đoạn, cùng với nhiệt độ trong khoảng thời gian này tăng lên mức từ 29 cho đến 31 độ tại vùng cao nguyên và từ 31 cho đến 33 độ tại các tỉnh thành Nam Bộ. Chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển. 3 ngày tới, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, thời tiết có phần xấu đi khi mưa rào và dông sẽ tăng lên dưới diện rải rác, đặc biệt là vùng biển phía Tây của khu vực, tàu thuyền hoạt động cần chú ý. Còn khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, thịnh hành trường gió Nam đến Tây Nam là chủ yếu với cường độ khoảng cấp 4 cho đến cấp 5. Trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cần đề phòng với tố lốc xoáy và gió giật mạnh xảy ra trong cơn dông. Như vậy là Bắc Bộ có mưa rào rải rác tập trung tại phía Đông Bắc Bộ trong đêm và sáng các ngày 29 và 30 tháng 9. Miền Trung có mưa rào rải rác nhưng mưa không nhiều và kết thúc nhanh. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào vào lúc chiều tối và đêm, đề phòng dông sét, gió giật trong cơn dông. Đến đây bản tin thời tiết cuối ngày 27 tháng 9 của chúng tôi xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.